Vào lúc 0 giờ 28 phút sáng ngày 1 tháng 5, Tiêu Chiến trở về khách sạn sau khi tan sở. Tiêu Chiến thực sự rất chăm chỉ làm việc, nhưng cho dù công việc bận rộn, anh ấy vẫn chú ý đến những người bạn của mình. Gần đây Tiêu Chiến đã để lại bình luận cổ vũ Triệu Lỗi khi cậu ấy công bố tham gia Soul Singer 2024. Triệu Lỗi và Tiêu Chiến từng là anh em thân thiết trong nhóm X Cửu Thiếu Niên Đoàn. Tiêu Chiến rất bận rộn và hiếm khi có hoạt động riêng tư trên Weibo. Lần này anh ấy xuất hiện là để cổ vũ một người anh em, điều này cho thấy họ vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Mới đây cũng rộ lên tin đồn, Tiêu Chiến đã mua vé bao rạp bộ phim Lực lượng gìn giữ hòa bình. Phim do Vương Nhất Bác, Hoàng Cảnh Du và Trung Sở Hy diễn chính. Tin đồn đã leo lên vị trí số 5 trên Weibo và thu hút rất nhiều sự chú ý của quần chúng ăn dưa. Tuy nhiên, Tôm Béo, tài khoản đánh giả của Tiêu Chiến đã xác nhận đó là tin giả. Một ai đó đã nhắn tin cho tài khoản Tôm Béo và hỏi về tin tức Tiêu Chiến bao rạp phim của Vương Nhất Bác, Tôm Béo đã trả lời rằng đó là giả mạo. Phải nói rằng, có rất nhiều người nổi tiếng và thực sự hiếm khi tìm thấy một người có sức ảnh hưởng và sức hấp dẫn mạnh mẽ như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Đương nhiên với độ phổ biến hiện tại, tin đồn xung quanh hai nghệ sĩ cũng có rất nhiều. Bất cứ một tin đồn nào liên quan tới Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều sẽ được quần chúng ăn dưa tìm kiếm điên cuồng. Được biết, phim Lực lượng gìn giữ hòa bình của Vương Nhất Bác hiện đã dẫn đầu về doanh thu phòng vé ngày 1 tháng 5 và doanh số đã vượt quá 100 triệu nhân dân tệ. Trong khi đó, tổng số tiền ước tính đã tăng lên 135 triệu nhân dân tệ. Bộ phim hiện đang được phát hành tại các rạp và cụm rạp trên toàn quốc.